Một thời gian rất là lâu rồi, con mới dụ vợ của con. Thôi hay là mình đi nhà nghỉ đi em. Vợ của con không nói gì đâu, nhưng mà cũng thế là chở vợ đi vòng vòng. Xong cái con đi vào tiệm thuốc, con đi mua ba con sói đó. Đấy là lần đầu tiên con đi mua ba con sói luôn. Thế là con cũng ngại lắm, con để vợ của con đứng ở ngoài chờ. Con đi vào trong ấy, con gặp một cái chị là chắc còn trẻ hơn con á. Xong cái con bảo chị ơi chị, ở đây có giấy bút không chị? Quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai vợ chồng, mời hai con giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Dạ, con tên là Như Ý, con năm nay 24 tuổi. Con ở nhà nội trợ, con ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ồ, vậy tới con nè. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Văn Chiến, con làm công việc là kinh doanh dịch vụ. Năm nay là con được 36 tuổi rồi. Như vậy là vợ tới con giáp, một giáp ạ. Múng con giáp, con rồng. Dạ, con cũng rồng luôn. Rồi đẻ ra đứa sau này cũng rồng luôn. Mới rồng tức thì đây dạ, phải đúng không? Đúng ạ. Trời ơi, như vậy là tam long đó chị. Tam long à, tam long ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đúng không? Rồi vậy thì cái cơ duyên nào mà chàng trai Châu Đức gặp cô nàng ở Long Khánh rồi quen nhau vậy? Hồi xưa con ở dưới Biên Hòa, vợ con thì dưới Long Khánh. Lúc đấy là còn rất là trẻ, vợ con khổ lắm. Con cứ nhìn vợ con tưởng là vợ con là trẻ mồ côi ấy, đi làm xa, lên Biên Hòa làm cho xưởng bạn của con á. Nhà thằng bạn con làm xưởng gỗ, vẫn ép. Con đi vào đấy, con làm được 3 tháng thì con gặp vợ con ở trong đấy. Mà sao con lại nghĩ rằng là trẻ mồ côi? Tại vì hồi đó là đen đen, đen đen ốm, nhưng mà lại đi làm có một mình hả cô ơi. Một trẻ mà 12 tuổi đã phải bơi trải cuộc sống mà đi làm mà không anh không em, không ai thân thích, mà chẳng có một cú điện thoại nữa. Nhưng mà hồi đó con chỉ gặp vợ con có 3 tháng thôi. Sau cái 3 tháng con làm ở đấy thì con cũng nghỉ. Mấy năm sau chúng con mới gặp lại cô. Nhà con là có mấy anh em? Dạ 9 người. 9 người mà lúc đó là mẹ cho đi làm. Mẹ con cũng không quan tâm. Vậy á? Dạ, xong rồi con tự vươn chải đi khắp nơi vậy. Ờ, vậy dạ. Hả? Rồi lúc dạ. Con gặp anh này thì sao? Kiểu như binh con á, người ta hay bắt nạt con, ảnh binh, xong rồi con thấy mến thôi chứ không có yêu. Lúc đó nhỏ mà, dạ. Đúng không? Mà lúc đó con có ấn tượng gì về anh này không? Dạ, có nhiều cái ấn tượng á. Thí dụ? Dạ, cái bữa đó con đi vệ sinh cái ở nhà vệ sinh ở đằng sau á, nhưng mà nó có cái lỗ ở đằng trước. Xong rồi ảnh đi vệ sinh, ảnh cởi quần ra không thấy hết trơn. Con giật mình, con sợ quá trời. Tại vì lần đầu tiên con cũng thấy như vậy nữa. Xong rồi con đi đồn quá trời luôn. Nhưng mà cả đêm con ngủ không được luôn. Chị, nó đỏ mặt rồi kìa. Xong mà vợ con kể không đầy đủ mà con đâu. Để con kể lại coi đó. Cái hôm đó là vợ con ngồi bên trong. Thì cái nhà vệ sinh thì chắc ở từ chỗ đây là cách khoảng 30 mét đó. Vợ con nhìn ra, bắt đầu bà la lên. Anh chiến! Cô lại. Cô không biết lúc mà con đang đi vệ sinh á là con bê nguyên cái tảng, con chạy luôn mà con giật mình. Con cũng là lần đầu tiên có người nhìn thấy cái đấy của con luôn đó cô. Con hết hồn. Dạ, con hết hồn luôn mà. Tức là con không có kịp kéo lên luôn. Dạ. Là bỏ chạy luôn. Dạ đúng là lúc đó con mặc quần xà lỏng chứ không phải là kéo sang tia. Sau cái lần đó đó, lúc tụi con gặp lại tụi con có mắc cỡ không? Trời ơi, mắc cỡ lắm chứ cô. Rồi khi con gặp anh rồi con có bị mắc cỡ không? Con xấu hổ, con có dám nhìn anh không? Cũng có chút xíu ngại. Dạ. Dạ. Rồi sau đó thì đến khi nào thì tụi con mới phát sinh tình cảm? Dạ tới 2016, con trên Sài Gòn á, con chăm em bé phụ bà chủ con. Bà mua cho con cái điện thoại để liên lạc. Cái là con tải Facebook về, xong rồi con đi tìm mấy người quen mà ngày xưa con làm ở xưởng á. Đi tìm anh Chiến tại vì cũng nhớ nữa con. Tại vì từ đó giờ chưa có ai mà bảo vệ mình như vậy á. Xong rồi làm con ấn tượng luôn. Nó kết bạn với mình vậy, cảm giác con sao? Lúc đấy con cảm giác cũng bình thường thôi. Con nhận ra đây là bé Ý hồi xưa mà cũng hay chơi chung. Mà thời đấy là con bị ế đó cô. Năm đó con năm 28 tuổi mà con còn bị ế. Thấy cái người ngày xưa kết bạn lại. Sau khi kết bạn thì con biết là vợ con cũng có tình cảm với mình. Thế là con cũng nói chuyện tới luôn. Em nói chuyện tới bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức quen nhau? Một tuần. Một tuần là hốt về luôn chứ không có quen gì hết á. Vậy á. Ủa, một tuần hốt về luôn là hốt làm sao?
là bắt về nuôi luôn đó chú. Lúc mà con liên lạc xong mà con lên Long Khánh con hốt về nhà con luôn. Dạ con lên con gặp một lần xong rồi là hai hôm sau con xuống con hốt luôn. Nhưng mà con lên trên đó là có ba mẹ của bạn gái con không? Chứ cái chuyện mà đi tìm nhà vợ con nó đúng là gian nan vất vả luôn đó con. Đường xá với Long Khánh đâu có biết đâu, chỉ biết nhà mình là ở ruộng lớn thôi. Con chạy một mặt xuống Long Khánh ruộng lớn. Con đứng ở chỗ ruộng lớn xong bắt đầu con đi tìm con. Thế là con hỏi vợ con là em ơi anh tới bảo Quang rồi, bây giờ nhà em đi đường nào để anh biết được anh vào. Vợ con bảo anh cứ đi thẳng đi. Thế là con đi thẳng tới Bảo Chánh, cách nhà của vợ con đến mười mấy cây nữa. Xong cái là con hỏi ủa em ơi bây giờ anh tới Bảo Chánh rồi, bây giờ nhà em ở đường nào để anh biết được anh tới, anh cứ đi thẳng đi. Con biết nhà mình luôn á, tại vì con ở Sài Gòn con cũng quen rồi. Chiều hôm đấy con dắt vợ con đi chơi, đi xong cái là trở ra ngoài Long Khánh ăn gà rán, xong đi lòng vòng cái là gặp mưa, trú mưa xong cái đi về. Xong tối hôm đó là bố vợ đi làm về, thế là thấy con thì lôi con vào nhậu luôn. Xong cái là nhậu xong con về và con xỉn, thế là như vợ con đi tới là con đè ra hung luôn. Sau cái hôm đấy á, thì con mới hôm đó con đăng ở trên Facebook là bây giờ á anh chẳng có cái gì cả, anh chỉ có số nợ 200 triệu thôi, em có dám làm vợ anh không? Vợ con bảo dám. Vợ con bảo dám. Hồi đó con trẻ cũng mạnh miệng dữ lắm, dám. Thế là con hai hôm sau là hôm Chủ nhật, thế là con chạy xuống, con nghỉ con chạy xuống là con hốt đi luôn. Ba mẹ của bạn gái con có dễ dàng để cho con hốt bạn này đi ra không? Lúc đấy không có ai ở nhà. Trời luôn. Tầm sập chiều tối đó, xong mới hai đứa bắt đầu leo lên xe chốt tới 10 giờ tối. Lúc đó nhà con tất cả là trên giường ngủ rồi. Bắt đầu con mở cửa ra, con gọi mẹ dậy, mẹ dậy, mẹ coi con dâu của mẹ nè, con rước con dâu của mẹ về nè. Lúc đó là mẹ của con á mắt thì đang mở không lên nè. Em con cũng vậy, bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Ủa cái gì vậy anh Chiến? Có nghĩa là con gọi cả nhà con dậy vào lúc 10 giờ dạ, để thông báo là con lấy vợ đúng không? Dạ. Đó, rồi lúc đó con sao? Trời ơi, lúc đó con cầm đồ đi kiểu như bỏ nhà theo trai vậy con. Nó nhìn nghe khủng khiếp thì sợ không? Sợ. Con sợ không? Cũng sợ. Rồi, tự nhiên rồi. Lần đầu tiên mình đi qua ở nhà của người lạ như vậy mà cầm đồ như vậy nữa, chắc người ta cũng nghĩ khác tí. Nhưng mà rồi đêm đó là mẹ hỏi những gì? Lúc đó nhìn mẹ cũng thương lắm. Mẹ kêu thôi con đi ngủ đi, rồi ngày mai có gì thì mẹ nói chuyện. Xong rồi vô ngủ, tới sáng hôm sau con dậy con làm dâu luôn. Làm dâu luôn? Dạ. Dọn nhà. Dọn dẹp nhà giống như đúng rồi luôn con. Dọn quá trời dọn luôn. Dọn như đúng rồi luôn kìa. Nhưng mà trước đó thì Chiến có nói với mẹ về bạn này chưa? Dạ không. Về là bất chợt cứ luôn. Cứ 10 giờ đó, đã nói 10 giờ về. Không, tại vì em cứ nghĩ là đã giới thiệu trước về bạn này rồi. Không, tại vì con quen có tuần à. Con nhắn tin với nhau có tuần, con hốt về luôn. Vậy thì trong cái thời gian tối mà ngủ với mẹ đó, trước đó ổng có dụ qua phòng không? Con tự qua ảnh. Kiểu như là buổi sáng cứ 4 giờ là mẹ đi ra chợ bán trái cây. Là con canh mẹ đi, cứ là con qua con ôm con ngủ. Rồi có làm cái gì không? Dạ không. Không. Là Chiến giữ luôn cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Trước ngày cưới thôi. Đó là câu hỏi cái vợ đó đó. Vợ của con á là ở một thời gian rất là lâu rồi. Con mới dụ vợ của con. Thôi hay là mình đi nhà nghỉ đi em. Vợ của con không nói gì đâu. Nhưng mà cũng... Thế là chở vợ đi vòng vòng. Xong cái con đi vào tiệm thuốc, con đi mua ba con sói đó. Đấy là lần đầu tiên con đi mua ba con sói luôn. Thế là con cũng ngại lắm. Con để vợ của con đứng ở ngoài chờ. Con đi vào trong ấy, con gặp một cái chị là chắc còn trẻ hơn con á. Xong cái con bảo là chị ơi chị, ở đây có giấy bút không chị? Cái chị đó bảo, ủa giấy bút làm gì em? Thì chị cứ cho em mượn cái giấy bút đi, em viết cái này em cho chị xem. Xong cái là con viết ở trong cái tờ giấy là chị ơi ở đây có bán ba con sói không? Đọc xong cái chị đó mắc cười, chị ấy bảo là thế bây giờ mua loại siêu mỏng hay là lâu ra? Con bảo siêu mỏng là sao chị, mà lâu ra là sao chị? Cái người ta giải thích là tối đa là nó loại dày dày một chút. Cái con bảo là thôi lần đầu mà mình phải lấy loại siêu mỏng cho nó cảm giác. Không có là hai đứa chở nhau đi lòng vòng kiếm nhà nghỉ, nhưng mà cuối cùng là ngại quá không dám vô. Đi về luôn. Đi về luôn. Con là không dám vô hay là ổng không dám vô? Con cũng không dám vô. Con nghĩ là giờ mà vô là toang luôn, là toang. Có bầu luôn á.
là sợ có bầu hả? Dạ, là sợ có bầu trước khi cưới là người ta... Lỡ người ta nói đúng không? Nhưng mà là có cái ba con sói rồi, con còn sợ gì nữa? Nhưng mà con cũng sợ mấy cái đó, không biết mấy cái đó nữa. Con trong trắng, chưa biết gì đâu, cô chú. Không, giờ phải hỏi là để dành là cho đêm tân hôn đêm hay là tụi con đã có cái lần đó rồi trước đêm tân hôn? Trước. Dạ trước đêm tân hôn. Ở đâu? Ở nhà nghỉ nữa hả? Dạ không, giờ ở nhà luôn. Ở nhà. Rồi cái đêm đó làm sao? Cái rạng sáng đó làm sao? Là lúc đó hai người hôn nhau thì vô vấn đề chính luôn. Xong cái ảnh dựng lên rồi xong cái là bỏ vô cái vậy thôi rồi nằm ngủ tới sáng luôn chứ không làm gì hết trơn. Thôi giờ hai đứa là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ đã được 7 năm con. 7 năm rồi hả? Bây giờ tới cái phần kia đi. Đúng rồi. Đó, tụi con đã ở bên nhau coi như là 7-8 năm rồi. Ông này ông có, cái những tật cái xấu tật gì? Xấu gì đó mà con cảm thấy kể hết đi. Chưa hài lòng con kể hết đi. Vẫn chở con đi ăn sáng nha cô. Ăn xong là ảnh hai đứa ra xách xe lên, cái là ảnh đi về luôn, khỏi chở con luôn, quên con luôn. Chủ quán kêu quá trời luôn, em ơi vợ nè, bỏ vợ đây nè em ơi, kêu quá chứ kêu luôn, người nào cũng kêu hết trơn mà hắn cứ dưa cái mặt lên như này chạy thẳng một mạch luôn. Con thì có cái tật mà nếu mà đang suy nghĩ về cái vấn đề gì là thường là sẽ hay quên hết mấy việc xung quanh. Mà nhiều lúc á con đứng con đợi, con dựng cái xe, con ngồi trên xe con đợi vợ con, nhưng mà vợ con lâu lên quá con cũng không để ý, thì canh cái tầm đấy là leo lên rồi, tưởng là leo lên rồi cũng không để ý. Thế là chạy giọt xe đi mất luôn. Là đi luôn đó. Nhưng mà mỗi lần vậy con có giận không? Nói xong rồi cũng vui vẻ vậy à. Coi như vô tâm lúc nào con cũng lo lắm nha. Đi với ảnh là phải nhắc nhở anh ơi, anh nhớ quay lại anh đón em nha, đừng bỏ em nữa nha. Trời ơi con lo trong lòng, lúc nào cũng lo ảnh bỏ đi về không à. Dạ. Còn gì nữa không con? Chơi game vừa xuống xe cái là giống như là chở con đi ăn chẳng hạn, vừa xuống xe cái là thả nó nguy hiểm đi vô một mạch tới cái bàn ngồi, thả ngồi xuống bấm điện thoại liền, còn con làm gì chưa vô cũng không thèm quan tâm luôn. Mê game có lúc con phải mở miệng ra mới nói thì mới ra ảnh mới bỏ xuống. Rồi còn gì nữa? Ở giờ 3-4 ngày mới tắm á cô. Vì lúc đó chú ơi con đúng trước phải trước đây là... thôi cô, nhưng mà bây giờ thì đã đỡ. Có khi nào mà trong suốt thời gian nó không tắm mà nó vẫn làm việc với con cái vụ đó không? Con phải lôi đi làm sạch sẽ mới cho chứ cô. Hai đứa thích tắm chung đó cô. Rồi vậy thì con mong chồng con thay đổi điều gì? Hạn chế bấm điện thoại lại với trò chuyện với con nhiều hơn. Với mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Đúng rồi, bớt game lợi đi ông ơi. Quá hợp lý. Ông nói chuyện với vợ con ông nhiều chút đi. Rồi thôi giờ tới con đi, con kể vợ con có cái tính gì không tốt. Vợ con thì giỏi chăm sóc gia đình, giỏi chăm sóc vợ con, chồng con. Một cái vợ là vợ con không biết quản lý tài chính. Với lại cái tính nông nổi nữa. Có những lúc mà suy nghĩ không đủ chín chắn. Với lại bốc đồng, khi mà nóng lên là mất kiểm soát dữ lắm con. Bà nóng lên là bà thách thức không à. Lần đó là con sốc luôn đó chú. Hồi mà về nhà con là trời ngoan hiền mà dịu dàng gì đâu luôn á. Mấy ngày thứ hai đã làm dâu rồi cô thấy không? Chưa đâu, cho tới khi mà bà nóng lên, bà cầm nón bảo hiểm bà phang con luôn mà. Mà thích không? Mà đánh ta đi. Hai đứa cưng nhau rồi là cưng luôn á. Con bảo mà chết cha tới rồi, sao lần này mà dữ dằn như vậy. Không ngờ mà tính của vợ con như vậy. Cho tới bây giờ con cũng phải chịu đựng hết á con. Gia đình con cãi nhau có to có nhiều nhưng mà làm hòa nhanh lắm cô. Cứ ba nháy là hết thôi. Trời ơi. Thì bây giờ vậy nè, con nói vợ con đi, cái mong muốn của con á. Rồi xong rồi con có cái điều gì con muốn bày tỏ với vợ con thì con nói luôn. Sống với nhau 8 năm trời, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu vất vả em đã chịu đựng. Mà chúng ta cái gì cũng đã nếm rồi. Cực khổ có, buồn đau có, thiếu tiền cũng có. Tất cả mọi thứ chúng ta đều đã nếm. Chỉ có mỗi sự giàu có là chúng ta chưa được nếm thôi. Từ cái ngày mà em quyết định theo anh thì tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt là em đã sai rồi. Bởi vì lúc đấy em còn trẻ lắm. Nhưng anh nguyện cả đời này để chứng minh rằng em đã đúng. Ủa tình cảm quá à. Là cái này dành cho em. Cảm ơn em đi. Trời ơi anh xúc động quá. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ. Con chú ạ. Con là Lê Diên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh? Con ở đâu? Con đến từ đâu?
Con đi Hà Nội ạ. Từ Hà Nội. Vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ngoài Hà Nội hả? Dạ vâng. Ồ. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Vâng, không có ấn tượng nhưng gì. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì ấn tượng cả. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện con? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái cuộc phỏng vấn kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Con cũng có một cái ấn tượng kiểu nho nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp cứ gắp để cho ăn kiểu cổ vô tư đó không à. Có nghĩa là kiểu thế vô này tư ạ. Thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ và cũng hơi là lạnh lùng, thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới. Và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con cũng phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao con trình bày coi. Thật ra cái cách này con được tư vấn đấy. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo chú như này. Bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua gió hoa quả. Ô mai. Hôm nào con mua đầy áp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao, cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm. Nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau? Theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á. Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đây em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng nè em ơi không có được nha, không như vậy là không có được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Ôi sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được, không được là... mà không nói lý do. Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à dính bẫy rồi đấy. Ôi. Dính rồi đấy. Mà đi bao lâu? Có như Tiên đi Thái Lan thì hôm hả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui mừng. Lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời đồng ý luôn ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thật ra
về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy, bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ, ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ, mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ, nhưng người ta con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút, ví dụ như anh thấy em làm cái này là không có được, có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ, anh này thì nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng nếu mà em mà có quyết định thì anh vẫn tôn trọng đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là bương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ, anh ấy không áp đặt mình. Dạ, và con lại có một cái điều mà anh ý rất tuyệt vời luôn là anh rất là hiếu thảo. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ, nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến cảm phục, bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó, nghèo khó đi lên ạ. Thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Dạ. Thế là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi, thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Dạ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành, con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà kiểu như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ dữ gì? Trời ơi. Đó là cái chuyện gì? Hai đứa đều đâu lý do con kể coi. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập tiêu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn. Trời ơi, con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi, bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh, nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy vì là một người rất là tình cảm nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Nhưng mà phải nói là tất cả ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ, Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à? Con về đi con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi cái viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành rồi. Bây giờ qua cái phần qua kia đi, tới cái phần hấp dẫn nhất đây nè. Cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá.
bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không, một năm bảy tháng ở với nhau, ừ, dạ, thì cô có lòi cái tật xấu gì nào? Có tật xấu, có yếu điểm. Hải Duyên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, ừ, đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ như nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó, rồi những cái tật xấu đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu, cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, về em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sau Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy. Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Ừ. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn thì cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không, vâng, một trong không, hai không, thôi đúng không? À. Dạ vâng. Ừ. Bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Ừ. À, điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. À. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi, con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế. Nghiện đúng không? Mà ngày nào mà không rút súng là cũng như thế. À tức là đúng rồi, là con đang nằm ở trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Ồ, có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ mà cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài, rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút và không có. Trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đã. Đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng.
hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi, nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây không là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn. Tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Dạ. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Và cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Đã có ca nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được, thì quen được thì thôi. Xong cái đi coi ca nhạc mà trong đó nó tối, nhưng mà dẫn nhỏ cháu theo nữa. Dẫn nhỏ cháu nữa đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á. Thì vô trong coi phim nó nạo nghe nha, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm. Hồi xưa má nó nắm tay đừng có cho gần gũi cho nha, mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài, một hồi nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong đi, xong cái lần đó đi cái mình cũng để cho qua đi. Em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu, tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nghe. Nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn thôi chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi. Vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn. Đứt ruột. Đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà loại mà mình đắp bằng đất với gơm á, chị Dân nhớ không? Đất với gơm mình đắp vô, mình đắp lên cái miếng cây tre đó, đặng mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn á chị, nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà tội cho ảnh, chưa có vô tình yêu nữa. Như cái tình là thương, mình muốn bảo bọc cho ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà, phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thế như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Đó thì nhà em sao? Nhà em là giàu không? Hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh, cũng dư nhà nói chung cũng khá giả. Đất cũng nhiều. Cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm. Dạ. Chị. Nhà em thì con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó. Nói chung là tự lập, tự cái gì cũng tự hết, rất là giỏi nha. Rồi lúc mà em trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh. Dạ. Tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ, thì cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là, cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn, con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình, dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng. Đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn, nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm. Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa, em hứa được nhưng mà hứa không, nhưng mà không bao giờ làm được, hứa hoài. Năm chìm bảy nổi em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi trả nợ, đúng rồi, thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi, nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì... Dứt hẳn chưa? Dứt hẳn, năm 2018, 2019, hai chồng em phải đi ra tòa luôn.
Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ nần em dàn xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có Mạnh Quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái thì em thấy em vui. Đó. Chị nói em á, đổi cái đam mê này thành cái đam mê. Đúng, nó như là thì có một cái sự sắp đặt trùng hợp đó chị. Cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, anh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Mình làm như thế nào để tôi sống là tốt. Trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về, đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á, là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó. Anh ở bên bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Có nghĩa là ở trong trong vợ, nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Một năm luôn á chị Trang. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn... Dạ em vẫn hứa nhưng mà em không có hứa hết. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền xã hội đen, vay tất cả tiền trên app. Tiền nóng trên app điện thoại, tôi biết là giống cái mà Facebook này nọ. Cũng dính trên đó luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ, hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước. Em đoán thì nó chiếm hàng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả trăm. Đứng ra trả rồi. Những cái số tỷ không đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả đây nhưng mà cuối cùng mình cứ trả rồi thì ảnh cứ ấy, cũng như là xe nhà thì ảnh mượn chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó, thì em phải tìm tòi ở đó em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi, mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng. Hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á. Thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả, cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi, đó. Thật sự. Không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đó banh cá 100-200 thôi. Sau này cái mình đá lên nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà. Đặng mà chợ chung tiền đá banh. Mà đi đá gà trong trường gà có tài xỉu. Rồi tài xỉu mới tối sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình lẫn, hoài, lẫn, cứ lẫn không có vòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó. Bà chị. Xã em là bán thịt heo em đó. Lúc trước em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm cái đó. Dạ. Em vẫn làm để mà nuôi con, làm chung với nhà mình luôn. Dạ. Dạ không. Dạ đúng rồi. Em tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn, tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bư chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube á để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó, và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị dướng vô á? Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở. Thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi, giờ không còn gì rất sợ cái gì để mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại, anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Chị A, chị B, C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Làm sao hết. Thì lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11-12 triệu. Lương triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm một năm trời em trả cũng muốn hết nợ rồi. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã, tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô mà không để bí danh gì hết, mà chỉ để là giúp đỡ cho cô Hầu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó mình mừng. Mình thấy là mình làm được cái điều tốt, đúng không? Đúng rồi. Mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn. Chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ
cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả, đúng, kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Cái tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó đó, không không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Cái cảm giác mà em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những mọi người gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim, và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn. Xoay 180 độ luôn. Rồi. Em nói cho dân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu em số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng lại một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập, họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim, thì là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình, nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này, thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền như là xoay chuyển hồ 380 độ luôn. Ở đúng sớm thì bây giờ ai cũng nói vậy. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất chính là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, đúng, cái vạch đích không tuyệt vời. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được một người vợ quá bao dung. Thực sự là nãy giờ em nghe kể là em không hình dung một người như anh nha, vừa xấu, xấu, vừa nghèo đen, vừa ăn chơi, đen, ăn chơi, cờ bạc, đen đúa, xấu là xấu đó vậy. Nói chung là xấu. Nhưng mà một chị... tiểu thư có thể gọi chị đó, là tiểu thư như đó rất đi. Chị vẫn chấp nhận, chị đúng, bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung, và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn. Đúng, chính xác. Thật sự là Đức Hiền cảm thấy rất rất là may mắn khi mà được có một người vợ như thế này. Rồi, bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn. Đó, thì thôi sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp một cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á, thì em nói chị đàn ông thì ga lăng đúng không? Anh nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa. Cọc lóc hả chị? Cọc cằn nè, không ga lăng nè. Nói chung là chị cứ giận đúng không? Chị giận chị ngồi chị ngẫm đi. Chị ngẫm buổi trời chị nào chị vui, tự chị vui kệ chị. Rồi hỏi mình chứ hết chưa?
hết chưa, gọi giờ vui lại chưa, vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi, không có vuốt ve chiều chuộng, không vuốt ve, không năn nỉ. Mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài, 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi, 13 năm đi, năm quen nó là 14 năm đi, mình tính tính từ thời điểm là 13 năm đi, chưa có gì gọi là nói ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh? Khô gan khô khóc luôn. Có tặng quà tặng không đâu, tặng bông gì cho vợ không? Không, không có cái gì hết trơn. Em nói chị từ lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha, không có gì luôn. Mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Bởi vậy nãy em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè, cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả, em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì anh không có tiền, anh phải mượn đi học về tặng hoa gì đó. Hoa xứ muội gì là hồng, mà hồng, cái ngày 20 không tiểu muội 27-28 Tết đó chị. 27-28 Tết mới tặng em hai chậu. À, là đó, hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500.000. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta. Có nghĩa là tặng gấu bông em, á là có thể được, được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó. Thì nhà thốt nốt lên Long Xuyên cách nhau có mười mấy cây số à. Đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc. Lớn. Mà là gấu mắc bự lắm. Con gấu bự bông bự lắm, gấu bự lắm luôn chị. Không, còn giữ không? Em không có giữ, em tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải. Nó bự quá, với lại lúc đó nó chết quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng gì của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lâm chân á, mà có dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chân á. Mà đá banh alo Hiền ơi địa điểm đó 1 phút 30 giây tôi tới liền. Bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết là anh em mình mà nó đang ngứa ngáy chân tay. Rồi em rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì. Ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm, như về vợ về gia đình nó cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới 3 cái luôn. 3 tánh luôn. Ba tánh luôn đúng không? Dạ, 3 luôn, 3 tật xấu đó đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á? Bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ông nợ ông cả nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không, mà có 3 chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, cũng như là không bà xã thì là vợ ơi, hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối với đặc thù công việc của em, chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay, mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số từ nhà tôi, nhà của em đi tới Hậu Giang đó, là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim rồi. Lúc đó lo làm phim này, vợ thì về túm đồ vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Rồi ngày sau, ngày hôm sau rồi đi lại đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem rất là ít, nó không đủ để mà cái chi phí cho em để mà lo gia đình. Nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm đó. Đi làm. Còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi. Quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui, vợ cũng vui rồi. Có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em. Không nếu giúp như được. Em có thời gian không? Dạ. Đây là đang hứa nè. Dạ. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là em không muốn, tại vì em không có thời gian làm chuyện đó. Nếu vậy giờ tạm thời cho thiếu cái đó. Nhưng không cọc cằn, đúng không? Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có làm được hai cái đó không? Cái nhỏ nhẹ thì nó có thể là được. Được đúng không? Hứa được. Nghe. Được. Nhưng mà cái nóng đó. Tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy. Không, cái nó thay đổi được. Em thề với anh luôn, bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính. Ngày xưa nha, hở đụng cái quýnh lộn, đụng cái quýnh lộn. Dưới quê em coi như từng lễ là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó, bèo bèo 5 ngày. Em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bản đi tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Kể cả Mạnh Thường Quân. Kể cả Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận video nhiều lúc á, mình làm thiện nguyện người ta vô người ta không giúp, người ta vô bình luận nó chửi mình không.
mà nóng mình đôi co lại không nên. Rồi Mạnh Quân nói với mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm em làm từ thiện. Ừ. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cự lộn với người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bảo không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình đâu mà. Thôi em được. Những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật sự luôn. Em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn. Năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn mà không bỏ. Anh chỉ nói nè. Anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả, rồi nói chuyện sàm sàm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo. Kệ người ta đi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và đúng mình rồi. Không cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ. Đó, với lại là thôi em bớt đọc lại, không cần đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em, nhiều khi em đang lên like ai nói vô cái em chửi em không. Trả lời liền. Đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị. Cái tánh nóng đó phải làm liền và phải làm cho bằng là được. Vẫn đọc mà khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc chuyện bình thường thôi. Anh cứ đọc đi nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm lại anh bỏ. Từ từ đó sao lại thay đổi đó được mới tốt mà anh cũng, cũng từng nói với em vậy. Phải bỏ cái nó thì được. Đó từ cái cọc cằn cho nó mới ra là cái nóng nảy. Rồi nó cọc cằn nó kết hợp với nóng nảy thì không có được cái gì hết trơn. Anh cứ suy nghĩ mọi chuyện nó nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì hết. Chuyện tôi làm. Tại vì bây giờ họ có chửi em hay là họ có khen em thì em cũng chẳng biết họ là ai luôn. Đúng rồi, chính xác. Suy nghĩ dạ, nằm suy nghĩ có suy nghĩ giống như thì chị đó, luôn thì có nhiều người kể. Cố tình như vậy nữa đó anh. Đúng rồi, nó cố tình làm cho mình nhục cái ý chí của mình. Thì anh phản ứng lại là họ thành công. Đúng rồi, thì vui mất ha. Mới gì anh phải làm vậy. Anh cứ bình thường thôi. Tại bây giờ bớt khó chịu bằng cách dạ, là giờ dạ. Nói xấu vợ đi nè. Bà còn cái gì xấu không? Thật sự thì bà thay đổi quá trời luôn á. Thật sự nếu mà chị nói mà để em phê bình vợ em, thật sự em đối với người khác thì có thể phê bình được, còn đối với em thì vợ em bao dư em quá trời là hoàn hảo đúng không? Hoàn hảo nhưng cẩn thận có điểm xấu. Ồ vậy hả? Kể dạ. Đi. Bây giờ nhiều lúc á đi làm mệt, hai chồng đi quay về mệt, ở nhà nuôi ba ăn cún. Má về nhà cái ba thấy cái gì không gửi la gan nhưng mà la con người vậy, la lớn lắm luôn. La mấy con chó hả? La mấy con chó mà la cái bữa tại bỏ tức cái gì. Như con mình như thế. Cái thứ hai là bây giờ em cũng góp ý vợ là khi vợ chồng khi em vì cái giờ mình là khi mình đi làm thiện nguyện rồi đúng không? Mình cái tật xấu mình cũng đã bỏ, mọi người cũng đã công nhận điều đó rồi, vợ con nhận rồi. Nhưng mà dù vợ chồng có chuyện gì nói thì nói nhỏ thôi, nhiều khi nói ồ đó em cảm thấy mình ngại. Nó lớn quá. Lớn quá. Nhiều lúc em nói giờ cứ cần bông bí không, đưa cho bông bí nói. Nói vậy luôn. Ngày xưa không ngại mà bây giờ ngại nha. Ngại giờ tự nhiên mình thay đổi cái ngại giờ, nha. Giờ có trên cũng như phải tạo cái gì cái uy tín danh dự của mình á, dạ, cho mình cho đi làm thiện nguyện, YouTube thiện nguyện của mình. Ngày xưa là bất cần dạ. Đúng không? Đúng rồi, người xưa bất cần luôn. Tôi bấy rồi, bây tôi lầy nữa. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ mình đang lấy uy tín lại. Tạo hình tượng. Đúng rồi. Về nhà không cho em ra, đôi khi em bực bội nhưng mà không cho em ra. Vậy giờ em mong muốn ba thay đổi gì sẵn để em nói đi. Bây giờ mong muốn bà xã là thay đổi là nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Đúng rồi. Đó, rồi có nhẹ nhàng, có nhẹ nhàng. Giống như chị Vân hay nói là cái gì cũng do cái cách của mình. Đúng rồi, đúng cái rồi. Cách nói, cái cách mình truyền đạt đó. Mình lỡ mình là tiên rồi, thì giờ mình ứng xử như bà tiên luôn đi em. Thiệt. Tại nhầm khi ảnh giống như là bà tiên bà buộc của ổng rồi đó. Tại khi ảnh nóng tính quá. Ảnh nóng tính quá chị, cũng như cái trên mình ta kìa mình lận đồ này kia nó dồn dập nhiều chuyện, rồi bắt buộc em phải la ảnh. Anh phải nói, em nói hoài nhỏ nhẹ, anh không chịu nghe, bắt buộc anh phải lớn tiếng nói cho nó đã, anh phải nghe. Mà phải nói cho nó đã, rồi thử anh có nghe không? Rồi mất hình ảnh ông nữa. Mất hình ảnh. Đó, nó bởi vì... Bây giờ giữ gìn dạ. Đi. Ừ. Mà thôi thì giờ... hôm nay ông xã thì thôi, chắc để em sửa thì sửa đi, hoàn sửa hảo đi, hơn chút xíu. Hoàn hảo đi, làm bà tiên luôn. Dạ. Làm bà tiên luôn. Rồi bây giờ hôm nay em có muốn có một cái điều gì mà... em muốn sửa chữa liền đối với vợ em không? Dạ có. Sự ngọt ngào, sự say đắm, sự ấm áp của người đàn ông, của một người chồng dành cho vợ không? Dạ có. Vậy hả? Làm dạ. Đi. Dạ. Nay thì chị cũng biết rồi, em thì đó giờ không có lãng mạn. Wow. Cái thứ hai nữa là trời ơi. Em có một cái nỗi buồn, đó là cái nhẫn cưới của em mà em còn cầm đi bán luôn. Cặp nhẫn cưới mà em đi cầm luôn đó chị. Ừ, cả cặp luôn. Cả cặp luôn, em giấu em đi cầm để lấy tiền luôn, để em đi trả nợ. Chỉ là cầm thôi đúng không anh? Cầm mà bỏ luôn, đâu bán, có tiền cầm chuột. Cầm mà bỏ không có tiền chuột. Em tưởng đâu anh chuột nó về nó nằm. Không, cái này em mới mua, nay là em mua một cặp nhẫn cưới. À, sẵn nay như làm cầu hôn rồi xả em lại. Được không chị? Chứ. Có được, nhưng mà phải có hoa chứ. Đây đó. Bởi vậy à, thấy không? Không giờ... tặng thì thôi nha, tặng một lần là cho em té xỉu luôn. Em té xỉu luôn á chứ. Rồi, em đặt chị qua đây. Rồi, đó.
Dạ. Trời ơi, em nay em không ngờ nó xúc động trời quá. Ơi. Không biết gì luôn đúng không chị? Em không biết luôn. Bữa nay là chị dành sân khấu cho em nha. Chị dành sân khấu cho em, tụi chị cầu hôn nha chị. Trời ơi. Em muốn nhắn em cầu hôn lại đó chị, cho vợ em cũng vui nha. Đây đây thì cặp luôn, hai chồng cặp luôn hả? Dạ, hai chồng em luôn chị. Đây là em bù đắp lại cái phần nào ngày xưa giờ em nhìn nó để nhìn cho nó, bà xã nhìn vợ say đắm đi, nói lời ngọt ngào còn em đeo luôn đi cưng cho nó em đeo đi cho anh đi. Hạnh phúc gì bằng đây nữa nè. Bởi vì hạnh phúc là chọn lựa. Dạ đúng rồi. Là yêu thương đó, em thấy. Và chưa? Hạnh phúc là sự bao dung nữa. Đúng rồi, hạnh phúc là chọn lựa. Rồi ha. Bây giờ là thật sự hôm nay là bà xã em rất là vui. Cho hút bà xã em đi. Đúng rồi. Vậy thì trước chương trình của vợ chồng Son thì em cũng cảm ơn ông xã. Năm nay thì bé Bảo Châu con của mình nó cũng 12 tuổi rồi. Thì thời gian của mình đến nhau cũng là 14 năm. Thì đầu tiên thì cha mẹ cũng không có tự tin gì, vợ chồng của mình cũng luôn phản đối. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng mình cũng đã vượt qua mọi khó khăn. Thì con cũng xin thưa với ba mẹ là cảm ơn ông xã. Trời ơi, chị say sẩm luôn á, thiệt á, chị thấy chị xúc động mà muốn say sẩm luôn á. Con nghĩ hai bác ở nhà cũng sẽ rất là hạnh phúc. Dạ. Bây giờ cảm nhận là con của mình đủ tin giao cho một người đàn ông này rồi. Dạ. Không cần phải lo lắng nữa. Thì chị cũng thay mặt chương trình Vợ Chồng Son với lại toàn bộ ekip là chúc tụi em sẽ hạnh phúc thiệt là bền lâu. Yeah. Những cái gì mà tụi em đang làm á, thì tụi em sẽ vẫn làm. Yeah. Hạnh phúc với cái điều mình đang làm và sẽ rất nhiều người ủng hộ cái công việc của tụi em. Yeah. 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 Rồi còn điều nữa, có khi nào mà một bữa nay xong cái cuối năm cái báo tin có tin vui nữa không? Con trai nữa. Dạ không được chị. Dạ không được. Bây giờ thời gian tụi em cũng lá lớn mà bây giờ nếu mà mình sanh nở nữa không đi làm thiện nguyện được tội nghiệp người ta. Nhưng mà đâu có biết được. Không, cái đó là trời tính. Anh. Mình tính không bằng trời tính. Em cũng sắp xếp hết trơn rồi chị. Dân bây giờ cũng như là chồng em ngày hôm nay là đến với em tất cả trọn vẹn. Thời của em còn lại em sẽ hiến thân cho thiện nguyện hết. Em đi chia sẻ tới hoàn cảnh khó khăn dù cực khổ cỡ nào, vợ chồng em cũng gắng nối tiếp con đường còn lại. Nếu còn sức khỏe thì sẽ đi hoài. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều. Bà con cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thực sự là cảm ơn với những cái tấm lòng thiện nguyện của anh chị như vậy. Cái kênh của em là gì? Em kêu gọi mọi người subscribe kênh của em. Kênh YouTube là Đức Hiền Cần Thơ, kênh thiện nguyện chia sẻ yêu thương. Mong được quý cô bác anh chị ủng hộ đồng hành với vợ chồng Đức Hiền để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, cô bác anh chị. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ.